Chào em, ngồi đi. Anh thấy em làm việc rất là tốt. Em cảm ơn anh. Nên anh ứng trước cho em 1 tháng lương. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Tại vì á, ba mẹ em dưới quê cũng khó khăn lắm. Nhờ cái số tiền này mà em giúp được ba mẹ em nhiều lắm. Em biết ơn anh lắm. Thank you.
cậu nha.